Hỏi thế gian có cách nào giữ được người mình yêu thương thật lòng, bởi nhân thế đều mang khổ đau giống như anh phải không? Chuyện chúng ta cũng như bài ca anh đã từng viết nỗi buồn, giống như bao người em thay đổi mất rồi. Nhưng thời gian đã chứng minh là anh đã sai. Em nghĩ rằng ở bên anh cứ che giấu, nhưng có một thứ không thật là đôi mắt em. Có những điều em không biết được rằng ngoài em có bao người, cả đều vô nghĩa khi mất em. Hỏi thế gian có cách nào giữ được người mình yêu thương thật lòng, bởi nhân thế đều mang khổ đau giống như anh phải không? Chuyện chúng ta cũng như bài ca anh đã từng viết nỗi buồn, giống như bao người em thay đổi mất rồi. Anh mất nhiều thời gian qua sống trong kỷ niệm, ngày hôm nay là ngày buồn nhất anh không gọi được cho em. Anh biết rằng ngày mai em sẽ là người hạnh phúc, em đã gửi cho anh cánh thiệp hồng trên tay.